Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ, ngày 6 tây tháng 2 năm 2021. Và bây giờ là khoảng 11 giờ 40 sáng thì các bạn thấy được là Bitcoin đã trở lại qua còn cái mức là 40.000 đô Bây giờ là vẫn xoay qua 40.000 đô Nhưng mà các bạn thấy được là vài tiếng trước đây Bitcoin đã gần muốn trở về cái mức là 41.000 đô Cũng như là Ethereum các bạn thấy được đã trở về cái mức là 1.700 đô Và các bạn thấy được là ngày hôm qua Ethereum đã gần muốn đột phá cái mức 1.800 đô Thì hôm qua thường không có thời gian để mà làm video chia sẻ với các bạn Thường đã chia sẻ trên các bạn xã hội đó Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ rất nhiều những thông tin các bạn thấy được là trên màn hình thường có rất là nhiều những cái tháp chúng ta có rất nhiều điều mà thường cần phải chia sẻ với các bạn chúng ta chúng ta đương nhiên sẽ nói về tình hiện bây giờ uh, liên quan đến tình hình bitcoin liên quan tới ethereum và altcoin và nhất là khi mà chúng ta nói tới altcoin và trong video ngày hôm nay chúng ta có một cái thông điệp được tài trợ đó chính là thông điệp liên quan tới sàn ftx đây là một sàn mà thường đã làm một cái video cái tay không lâu cái đây ba ngày đây là một cái sàn mà thường chia sẻ là có rất nhiều những cái loại hợp đồng đặc biệt. Các bạn thấy được là ngoại trừ chúng ta có thể giao dịch spot, giao dịch thông thường. Các bạn cũng có thể tham gia vào những cái hợp đồng, đương nhiên các bạn có thể tham gia vào hợp đồng tương lai của những cái đồng crypto. Cũng như là tham gia vào những cái loại giao dịch rất là mới như là giao dịch hợp đồng của chứng khoán, giao dịch những cái token đòn bẩy cũng như là giao dịch những cái hợp đồng dao động. Đây là một cái sàn mà có rất là nhiều những cái loại giao dịch mới và sàn này có đồng FTT và đặc biệt sàn FTX là một sàn mà các bạn có thể rút tiền nhanh cũng như là không tốn phí khi mà các bạn rút những cái token nhưng mà nào mà có thú muốn tìm hiểu thêm thì hãy bấm vào cái link liên quan đến cái video tìm hiểu sàn FTX để tìm hiểu thêm về cái sàn này các bạn thấy được là chúng ta bây giờ nhìn vào con thì zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì trong thời gian chỉ có 7 ngày qua thôi các bạn thấy được là có rất nhiều và rất nhiều đồng tăng một cách kinh khủng các bạn thấy được là Bitcoin là một đồng lớn mà trong vòng 7 ngày qua vẫn tăng 17,6% Ethereum các bạn thấy được là tăng 23,8% Theo điều chúng ta sẽ không nói tới XRP các bạn thấy được đã tăng 58,6% Polkadot tăng 21,8% trong 7 ngày qua, Cardano 68,9%, Litecoin 18%, Binance Coin tăng liên tục và liên tục. Bây giờ các bạn thấy ở đã có mức là 70 đô rồi và Binance Coin đã tăng 64,5%. Chainlink thì tăng 12,9% và Bitcoin Cash sẽ tăng 13,8% và rất nhiều và rất nhiều đồng tăng rất là mạnh các bạn thấy được là AV đã tăng 70% trong vòng 7 ngày qua Uniswap tăng 26% trong vòng 7 ngày qua và chúng ta nhìn vào trong vòng 24 giờ qua thôi các bạn thấy được là Dogecoin lại tiếp tục tăng trưởng tăng 20% Decred tăng 18,9% là rất lâu và rất lâu rồi chúng ta mới nghe nói tới Decred À, và IOTA tăng 15,3% và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái đồng mà DeFi những đồng DeFi những đồng mà có sự tăng trưởng rất là mạnh chúng ta bây giờ hãy nhìn vào những cái đồng DeFi bằng cách là chúng ta có thể bấm vào ở trên CoinGecko bấm vào DeFi trên màn hình thì các bạn thấy được là nó sẽ đưa các bạn đi vào một trang mà đưa cho các bạn thấy được là những cái đồng DeFi hiện bây giờ trên thị trường là những đồng nào tại vì thông vẫn nhận được những cái câu hỏi của các bạn là làm sao chúng ta biết được đồng nào là DeFi thì rất đơn giản các bạn vào trang coingecko.com Sau đó các bạn bấm vào DeFi Thì nó sẽ ra cái số lượng đồng DeFi trên thị trường hiện bây giờ Thì các bạn thấy được đầu tiên hết là tổng số vốn hóa của DeFi đã bùng nổ Có thể nói là từ tháng 11 cho đến thời điểm bây giờ đã bùng nổ một cách cực kỳ mạnh Các bạn đã thấy được là hồi tháng 11 chỉ có là 16 tỷ Trong khi bây giờ tổng số vốn hóa DeFi đã lên tới 69 tỷ rồi và chúng ta thấy được là bây giờ Chainlink vẫn là đồng DeFi mà có cái số lượng vốn hóa cao nhất và các bạn thấy được là trong vòng 7 ngày qua lên 12,9%, AV lên 70%, Uniswap lên 26,1%. Uh, Rap Bitcoin có một số bạn hỏi thường Rap Bitcoin là uh, đồng như thế nào? Đây thực sự mà nói là đây là cái đồng thế chấp của Bitcoin cho nên các bạn thấy được là giá của đồng ra Bitcoin cũng sẽ xoay quanh cái giá của Bitcoin chứ đây không phải là một đồng mới. Đây là một đồng mà khi mà các bạn gửi đồng Bitcoin vào những mạng lưới như là Ethereum thì các bạn có thể tạo ra Rap Bitcoin để làm gì? Để các bạn tham gia vào những cái ứng dụng DeFi tại vì đương nhiên các bạn không thể nào mà sử dụng Bitcoin trực tiếp vào trong những ứng dụng DeFi của Ethereum được, các bạn phải thông qua những hệ thống như là Rap Bitcoin. Đây là đại diện cho đồng bịch không thấy chấp trên mạng lưới của Ethereum Các bạn thấy được là Synthetix Network Thì tăng 25,3% Maker tăng 87% Compound tăng 83% Thì tại sao? Thường lại chia sẻ những cái thông tin này với các bạn Các bạn thấy được là Yumei tăng 183% SushiSwap tăng 59,7% Lý do là tại vì các bạn thấy được là trong cái tình hình tăng trưởng này đó Thì tình hình bây giờ các bạn thấy được là khi mà chúng ta thấy là Bitcoin tăng trưởng thì các bạn thấy được là những cái altcoin sẽ ngưng không tăng trưởng mạnh nhưng mà khi bitcoin điều chỉnh lại như là trong thời gian khoảng chừng là một tháng qua các bạn thấy được là chúng ta sẽ thấy là những altcoin có sự tăng trưởng và đầu tiên hết các bạn sẽ thấy được là những altcoin mà có vốn hóa lớn như là những altcoin trong cái top 20 như là các bạn thấy được là Ethereum, Litecoin vân vân. Những đồng đó sẽ là những đồng mà tăng. Sau đó tiền sẽ đổ từ những cái altcoin lớn vào những cái altcoin nhỏ và bây giờ các bạn thấy được là cái xu hướng bây giờ tiền đang đổ rất là mạnh vào những cái ứng dụng DeFi cho nên thuận mới đăng một cái thuyết hồi sáng này là tin bây giờ các bạn thấy được là Bitcoin tăng, sau đó vốn hóa chạy vào những cái altcoin lớn sau đó vốn hóa chạy vào những coin nhỏ hơn và trong thời điểm bây giờ là chạy vào những cái coin liên quan từ thị trường DeFi bây giờ có thể nói là cái sự hứng thú của DeFi đã bắt đầu trở lại cái mà cũng nên nhớ là hồi tháng 9 năm ngoái đó thì ngày nào chúng ta cũng nói tới DeFi 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 ngay cả bán thương thường cũng đã tham gia vào những cái ứng dụng DeFi Yield farming để chia sẻ với các bạn là Yield farming như thế nào thì các bạn thấy được là sau khi mà chúng ta thấy được là cái cơn sốt liên quan tới DeFi đã bị giảm xuống trong vòng 2 3 tháng qua bây giờ đã nổi trở lại. Bây giờ các bạn thấy được thị trường DeFi nóng hơn bao giờ hết và chúng ta sẽ nói tới một số những cái thông tin liên quan đến à, thị trường thì bây giờ nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì mình đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và nếu như mà các bạn có hứng thú muốn theo dõi thuận Capital trên mạng xã hội đó các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook Twitter, vân vân. Đây là những thông tin mà các bạn có thể tìm thấy bằng cách ta bấm vào cái link bên dưới và theo dõi Thuận Capital trên những mạng xã hội các bạn có thể tìm thấy những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và chúng ta bây giờ hãy đi vào một cái trang web mà nhiều bạn quen thuộc hơn đó chính là Coin Market Cap. như bạn hỏi thuộc là tại sao thường lại sử dụng CoinGecko mà không sử dụng Coin Market Cap. À, cả hai à, thuận đều sử dụng và chúng ta bây giờ hãy nhìn vào cái à, phần trăm thị trường đi các bạn thấy được là phần trăm thị trường thì Bitcoin bây giờ sau cái sự tăng trưởng trở lại bây giờ đã qua khỏi 40.000 đô thì bây giờ Bitcoin đã đi trở về cái phần trăm thị trường là 61,6% trong khi Ethereum và những đồng altcoin đã bị giảm xuống thì một trong những cái biểu đồ rất là quan trọng mà các bạn cần phải hiểu đó chính là cái biểu đồ phần trăm vốn hóa thị trường có nghĩa là Bitcoin bây giờ chiếm bao nhiêu phần trăm thì trong một cái mùa tăng trưởng đó chúng ta không phải chỉ có một mùa altcoin chúng ta có rất là nhiều những cái mùa altcoin mỗi lần mà chúng ta thấy được là Bitcoin tăng trưởng mạnh chúng ta hãy nhìn vào tình hình của năm 2017 đi các bạn thấy được là sau khi mà Bitcoin có sự tăng trưởng mạnh thì khi Bitcoin đi hàng ngang hay là điều chỉnh nhẹ thì các bạn thấy được là cái thị phần của Bitcoin nó cái đường màu vàng trên màn hình sẽ đi xuống và cùng thời điểm đó đương nhiên các bạn thấy được là cái phần trăm của những altcoin tăng trưởng lên và các bạn thấy được là có một thời gian ngắn mà nhiều người có cái sự tin tưởng là vốn hóa của Ethereum có thể là qua mặt cả Bitcoin các bạn thấy được là trong cái thời điểm là tháng 6 năm 2017 thì chúng ta thấy được là Ethereum đã chiếm cái phần trăm là 31,17 trong khi Bitcoin là 37,84 và đây là cái đợt tăng trưởng Allcoin mạnh đầu tiên mà trong cái đợt của năm 2017 sau đó các bạn thấy được là Bitcoin lại chiếm cái thị phần trở lại cũng như là giá Bitcoin lại tiếp tục có sự tăng trưởng thì các bạn thấy được là trong thời điểm đó những Allcoin như thế nào các bạn thấy là những cái đường bên dưới này đều đi xuống tại vì đương nhiên Bitcoin tăng trưởng thì những cái Coin phải ngưng và các bạn thấy được là sau đó thì sao? Sau đó thì Bitcoin đi hàng ngang hay là điều chỉnh nhẹ thì chúng ta thấy được là những cái altcoin lại nổi lên và nổi lên liên tục. Cho nên các bạn thấy được đó là đây là một cái chu kỳ mà liên tục xảy ra trong cái thời kỳ tăng trưởng và sau đó các bạn thấy được là Bitcoin lại tăng trưởng thì cái sự tăng trưởng của altcoin là phải chậm lại và sau khi Bitcoin điều chỉnh hay là tích lũy thì altcoin lại tăng trưởng và cứ liên tục như vậy. Thì bây giờ cũng gì không không đi khác biệt hết các bạn thấy được là khi mà Bitcoin cái phần trăm đi xuống thì altcoin tăng trưởng và ngược lại nếu như mà Bitcoin muốn tăng trưởng tiếp tục như là chúng ta thấy là nếu mà Bitcoin đột ngột phá cái mức là 42.000 đô có nghĩa là cái mức cao cách đây khoảng chừng là một tháng thì như thế nào thì Bitcoin có khả năng rất là cao sẽ đột phá cái mức là 50.000 đô, 60.000 đô thì các bạn nghĩ là lúc đó altcoin sẽ như thế nào? Lúc đó thì nghĩ là những cái altcoin cũng có thể là tăng trưởng về cái phương diện là giá tiền tính theo đô la nhưng mà về cái phương diện là tính theo cái satoshi cứ như là tính theo cái giá của bitcoin thì những altcoin thì sẽ tăng trưởng không bằng tại vì phần lớn sẽ ngưng và các bạn thấy được là tiền sẽ đổ vào bitcoin để cho bitcoin có cái sự tăng trưởng đột phá thị trường vẫn dẫn đầu là bitcoin cho nên mặc dù là các bạn không thích bitcoin hay là thích cái đó cũng không quan trọng đây là cái định luật của thị trường này và mãi cho đến ngày hôm nay vẫn là như vậy các bạn thấy được là năm 2017 đây được cái định luật năm 2013 cũng là như vậy và trong đợt tăng trưởng này trong cái thời gian là mấy tháng qua các bạn thấy là cái định luật là Bitcoin dẫn đầu thị trường này vẫn là một cái sự thật nếu như Bitcoin không tăng trưởng thì những altcoin cho dù là công nghệ phát triển như thế nào Thường nghĩ là trong cái thời kỳ thời điểm bây giờ thì cũng không quan trọng quan trọng nhất là Bitcoin nếu như mà chúng ta thấy là Bitcoin đột ngột đi xuống mạnh thì những cái altcoin các bạn có thể có cái suy nghĩ là cũng sẽ đi theo xuống Bitcoin mà thôi đây là điều mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn đầu cái video này Tình hình bây giờ đó thì các bạn thấy được là trong vòng mấy ngày qua chúng ta nghe rất nhiều và rất nhiều và rất nhiều những cái thông tin Là những người nổi tiếng nào đang tham gia vào Bitcoin, Bitcoin tốt như thế nào, Bitcoin sẽ như thế nào trong tương lai Các bạn thấy được là chúng ta thấy cái thông tin mới nhất được chia sẻ Đây là ở trên cái trang web Coindesk là Bill Miller đã nạp giấy tờ để cho cái quỹ đầu tư của ông ta có thể mua cái cổ phiếu GBTC đây là cái cổ phiếu của công ty Grayscale đương nhiên đứng sau lưng là Bitcoin và có thể mua lên tới 15% Đây là cái thông tin mà được chia sẻ cũng như là các bạn thấy được là trong thời gian gần đây chúng ta thấy được là Jack Dorsey của công ty Twitter Và Jack Dorsey bây giờ đưa ra một cái thông tin ở trên Twitter ngày hôm qua đó chính là đang chạy một cái nô no riêng có nghĩa là các dossier sẽ tự lưu trữ số cá cho mình Và các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào những cái thông tin uh, liên quan đến Michael Saylor Liên quan đến Paul Tudor Jones Hầu như bây giờ những người nổi tiếng nào đều đang chú tâm về Bitcoin Và những người này là những người mà rất nổi tiếng trong cái thị trường tài chính Chứ không phải là những người bình thường Cho nên các bạn thấy được là tin thì bây giờ Hầu như các bạn nhìn vào bất cứ một cái nơi nào Mọi người đều đang rất chú tâm về Bitcoin Thì điều này các bạn thấy được là ngay cả chúng ta nhìn vào Elon Musk Elon Musk gần đây uh, cũng liên tục thuyết liên quan tới đồng đô tôi sẽ chia sẻ thêm về cái thông tin này một lát nữa nhưng mà những cái thuyết này sẽ dẫn đến là nhiều người tò mò và họ sẽ tìm tới thị trường crypto này hơn